1,5 lít, 2,1 lít, 2,4 lít hay là 2,8 lít? Bao nhiêu lít nước trong một ngày uống là đủ? Ai cũng biết là uống đủ đều nước thì tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái vấn đề là nếu chúng ta không có một con số, có một cái cách tính nào để cho phù hợp với mỗi người, thì chúng ta uống ít nước quá thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng không? Uống nhiều nước quá thì cũng gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Vậy thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách rất là đơn giản để cho các bạn có thể tự ước lượng, tính nhẩm cái lượng nước nhu cầu hàng ngày của các bạn dựa theo cái chỉ số cân nặng, để chúng ta có thể tính và dựa vào cái yếu tố khác của mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, để các bạn có thể là tự ước lượng cũng như là tự bổ sung nước hàng ngày sao cho phù hợp và khỏe mạnh nhất. Trong dinh dưỡng học thì có một cái công thức tính chung tương đối, đó là số lượng nước dựa trên 1 kg cân nặng thể trọng. Vậy thì chúng ta hãy lấy số cân nặng của chúng ta nhân với 40, thì trong đó 40 chính là số ml cần nhu cầu cho 1 kg thể trọng trong một ngày. Ví dụ như là bạn nặng 50 kg thì bạn lấy 50 nhân 40 và bằng 2000 ml, tức là tương đương 2 lít nước. Nếu bạn nặng 70 kg thì bạn lấy 70 nhân 40 bằng 2800 ml. Vậy là nhu cầu của bạn sẽ là 2,8 lít nước trong một ngày. Rất là đơn giản và dễ tính, đúng không ạ? Và các bạn có thể tự tính được cũng như là tự đưa ra cái nhu cầu. Nhưng mà cái công thức này nó tính cho chúng ta là tổng số lượng nước chúng ta bổ sung trong một ngày từ rất là nhiều nguồn. Ví dụ như nguồn chúng ta uống nước chủ động thêm, nước từ trong các bữa ăn, các đồ ăn, ăn canh, ăn rau, ăn hoa quả, nước mà chúng ta uống thêm để giải khát, ví dụ như trà, cà phê, trà sữa hay là các loại nước ngọt khác. Vậy thì tổng cái số lượng nước này là tổng số lượng nước chúng ta uống trong một ngày nhá, chứ không phải một loại nước nào đó. Và có một điều nữa các bạn cần phải chú ý là tổng số lượng nước các bạn đã tính ra trong một ngày, nhu cầu của bạn đó có thể thay đổi, tăng lên hoặc giảm xuống tùy vào nhu cầu thực tế của mỗi người. Ví dụ, nếu công việc của bạn làm việc trong môi trường dễ bị mất nước như là nắng nóng, như là phải vận động nhiều, mất mồ hôi, mất muối nhiều, hoặc là các bạn có những cái lịch tập luyện cường độ cao liên tục, thì khi đó cái lượng nước của bạn tổng số trong một ngày nó sẽ phải tăng lên. Một số trường hợp sinh lý đặc biệt khác như là phụ nữ đang cho con bú này, thì các bạn cũng phải bổ sung thêm cái lượng nước so với cái lượng tính toán đó, từ 0,5 cho đến 1 lít nước nữa. Vậy thì không có một con số nào cụ thể cả, các bạn tính ra được rồi, các bạn cần phải xem là tính chất đặc thù riêng của bản thân. Các yếu tố ngoại cảnh, các yếu tố chủ động nó có thể ảnh hưởng đến tình trạng mất nước, thiếu nước như thế nào để các bạn có thể bổ sung kịp thời. Tóm lại là cái con số từ 2 cho đến 2,5 lít nước thì phù hợp với hầu hết đa số mọi người có cái cân nặng từ 50 cho đến 60 kg. Tuy nhiên, những người có cân nặng thấp hơn hoặc những người có cân nặng cao hơn, ví dụ như là 40 đến 45 cân, 70 cho đến 75 cân hoặc cao hơn, và đặc biệt là những người mà có những cái trạng thái vận động tích cực ấy, thì phải tính toán kỹ cái lượng nước để chúng ta uống làm sao ấy, uống nó đủ, nó đều, nó khỏe mạnh. Chứ nếu mà chúng ta uống nhiều quá, nó cũng gây ra ảnh hưởng đến cơ thể. Uống ít quá thì nó cũng có thể gây ra cho cơ thể chúng ta tình trạng mệt mỏi này, chuyển hóa không tốt này, và có thể là ảnh hưởng đến chức năng nhiều cơ quan. Và một điều nữa cũng rất quan trọng các bạn phải chú ý chính bản thân các bạn thôi chứ không phải ai khác. Chúng ta phải lắng nghe cơ thể, lắng nghe để phát hiện sớm, nhận biết sớm những dấu hiệu mà cơ thể chúng ta bị mất nước. Ví dụ như là khát thì phải uống ngay, khô môi khát thì phải uống ngay, hay là đi tiểu mà nhìn cái nước tiểu nó ít này, nó đặc này, nó màu vàng sậm so với những ngày trước, những lần trước ấy, thì có nghĩa là khi đó cơ thể của chúng ta nó đã bắt đầu bị mất nước và thiếu nước rồi, nên chủ động bù nước sớm thì sẽ là tốt nhất. Hy vọng là các bạn đã có thể tự tính được cái lượng nước cho mình bổ sung hàng ngày, và chúc các bạn có một sức khỏe tốt, xinh đẹp. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.